Bạn ăn gì đấy con? Bạn Ben đã ra đến Hà Nội rồi này các bạn ơi. Bây giờ bạn đi tìm nhà nghỉ để các bạn nhìn nè. Nghỉ đây nhá. Quá căng. Cái này cái mũ này mê quá đấy, mũ đẹp trai. Đẹp đẹp. Hà Nội nhiều xe nhá. Nhiều xe nhiều các bạn nhá. Đúng không? Đẹp không? Vào đây. Vào đây với đi nè. Thích không? Có người ở thuê ở rồi. Thứ hai ạ. Đi khách sạn tiếp nhỉ? Rồi, bên ra đi. Đây, đã phải. Đây, đây là bước cửa đây. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đó, học của Ben đó. Wow, đẹp thế. Đẹp chưa? Ben thấy đẹp không? Ben cởi cái mũ gáo rồi đấy. Khăn nó bị mũ. Đây là tắm của Ben đây. Cái nhà kia khi nãy sang lại quạt trần chứ. Quay quay. Lần nữa để xem nước chất lượng thế nào. Wow, có một bức tranh thật đẹp. Anh đó rồi, họ mới xây mà đẹp lắm đúng không? Đi đi to đoàn luôn này. Rồi nha. Ô em, chìa khóa qua nhỉ? Đúng rồi, cảm ơn em. VIP. Các bạn bây giờ là nhà mình sẽ đi chơi. Đây, gia đình mình đây. Mình đi chơi, Ben ơi, chào các bạn nhé. Chưa, ai cũng mặc đồ rất đẹp nha. Chờ sẽ đi ăn. Bây giờ nhà mình đang đi ăn cơm, không biết tại vấn nào. Đây có Mai Kinh Dung nè. Mình thích vào đó để xem đồ đó. Nhưng mà không có tiền. Đây, ba người và thiếu tôi. Tôi thì đang quay. Đây, nhà đang đi đây. Ăn cơm của mình nào. Mình tìm lún đi mà chưa thấy món cơm nào để ăn. Bây giờ là 2 giờ hơn rồi mà người ta dọn hết cơm rồi. Đây, cảnh đang đi tìm. Tìm được quán. Đây. Đồ ăn đây. Ăn thì muốn gì? Chào chị. Còn có mỗi thịt lợn. Có ăn cá muống nè, đậu phụ nè, lạc nè, canh nè, nhưng mà cá là lộ thật là sang chảnh. Ngoài là lạc cơm, Ben thì ăn cháo. Mình chào các bạn đi Ben. Ăn ngon không? Dạ thôi ạ, nếu mà cho muốn thì cho lấy. Nếu mà cháu cần thì cháu gọi xong. Bây giờ nhà mình đã ăn cơm xong, bây giờ mình và cả nhà mình sẽ đi tới khu chơi Vinhome. Các bạn chờ xem trong đó có những cái gì nhé. Mình đang chờ xe, mình đang book xe. Biết là nào. Phải chờ đến lúc đó nha. Con chào các bạn nào. Đây là các bạn nhá, hôm nay bé Ben sẽ có một kịch bản chơi đồ chơi mới tiếp theo, các bạn theo dõi Ben chơi nhá. Oh my god.
Oh my God, who the hell cares? Oh my God. Nâng xe lên rồi.